Xin chào mọi người, hôm nay em giới thiệu với mọi người một lô cần Nhật bãi nha. Lô ngày hôm nay của em bao gồm là 14 cây cần, trong đó có một số cây cây cần fit nha. Có 5 cây cần 2 khúc 3 khúc fit này. Hàng 3 khúc fit rất là sáng nha, và lại còn lại là carbon nha mọi người. Thì mọi người xem và nếu có nhu cầu đặt hàng, vui lòng liên hệ với shop qua số điện thoại 0932455407, kết nối Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho shop em để chốt hàng nha. Giá em báo là chưa gồm phí vận chuyển, phí ship là 40.000 một đơn hàng đối với cần nha mọi người. Nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Thì đầu tiên ở cây số 1 này. Cây số 1 đây em có là một cây cần 3 khúc, cây này của Daiwa nha mọi người. Cần 3 khúc, dài cần là 3m30, ngoại hình của cần rất là mới, màu vàng nha. Đây là gốc của cần. Gốc của nó là phần chui cao su và cán của nó là cán gỗ nhé. Cán gỗ màu đen như thế này. Hiệu của nó là hiệu Daiwa. Phần cán này nó quấn nhựa pad máy này, pad vặn nhôm, và phần pad máy nó rất là sáng bóng. Dài 3m3, 3 lóng. Thấy ngoại hình của cần rất là đẹp luôn. Đầu lóng rất là sáng. Đọt 2 và ngọn này. Khoen Fury nha, khoen Fury loại xứ xám. Cây này có 4 khoen tất cả. Đề ba của cần là khoen cái của nó là gặp như này nha. Đấy, gặp như này. Đó, màu của cần rất là đẹp nha. Đầu bu của nó cũng là đầu bu Fury. Ngọn của nó này, ngọn 4 ly 6. Ngọn 4 ly 6 nhé mọi người. Cây này độ cứng của cần là tầm khoảng 30 nha. Độ cứng của cần tầm 30. Dài là 3m3, cứng 30, thương hiệu là Daiwa, ngoại hình rất là mới nha. Cây này mã số 1. Nặng là 713g nha. Số 1 này có giá là 530.000. Số 2 giới thiệu với mọi người là một cây cần 3 khúc 2 ngọn, cây này cũng rất là mới nha. Nói chung là cây này lô 5 cây cần fit này là cây nào cũng mới hết. Cây này là hàng đã tuyển lựa rồi nha mọi người. Cây này là cần của hiệu cần là Shimano, 3 khúc 2m70 và nó có 2 ngọn. Gốc của nó đây. Phần gốc là chui cao su này. Nguyên cái phần cán của nó là được cuốn nhựa nha mọi người. Cuốn nhựa như thế này. Màu nâu. Pad của nó là pad kẹt Fury nha mọi người. Đây, ở trên cái pad của nó vẫn khắc, nó có khắc thêm chữ Shimano nữa. Đây là cái pad của nó này. Pad Fury. À, vị trí này nó sẽ dập chữ Shimano nữa nha. Đây, hiệu của cần là Shimano, dài 2m7, 9 feet là 2m7. Tem của nó này. Cần có màu đen. Cây này khoen rất là đẹp nha. Khoen Fury lõi xứ xám, vòng ngoài phát quang. Thích hợp cho mọi người đi câu đêm thì cái vùng khoen này nó sẽ phát sáng nha. Ngọn và hai ngọn và cái lóng giữa của cần, hai chất của này. Cây này là chất liệu fit. Đây, tất cả các khoen của nó đều là khoen Fury. Fury phát quang hết nha. Nói chung tổng thể ngoại hình thì cây cần này rất là đẹp luôn. Hai cần, hai cái đọt của nó đây. Cây này thì một ngọn là 2.7 ly và ngọn lớn hơn của nó là 3.5 ly nha. Đây là cái ngọn 2.7 ly này. Đây, ngọn 2.7 ly này độ cứng của nó tầm khoảng 50 đến 80 nha mọi người. Cây này cứng hơn nè, 80 tới 100. Đấy, là hai cái ngọn của cần, có hai độ cứng khác nha. 3 khúc 2m7, hàng của Shimano nha. Ngoại hình nó rất là mới luôn. Cây này mã số 2, cân nặng là 483g, là cân nặng của một ngọn thôi nhé. Giá của cây cần số 2 này là 700.000. Số 3 là một cây 3 ngọn nha. Cây này là một cây cần fit đỏ. Thì mọi người nếu mà xài qua cần
chất phíp đỏ rồi thì mọi người biết là cái chất này không khác gì cây cần carbon hết, nó rất là bền luôn. Thì cây này nó có đến tất cả là 3 ngọn, 2 khúc và 2m4 và 3 ngọn như thế này. Gốc của nó này, đây là cái phần gốc của nó là gốc gỗ, và gốc gỗ của nó thì nó có hơi trầy trầy như thế này ở trên phần chui nhé. Phần cán của nó cũng được cuốn nhựa như thế này. Bát của nó là bát vặn nhôm như thế này nha. Dài cần là 2m4, có 3 ngọn tất cả, 2 khúc 3m4 và 3 ngọn nha mọi người. Cái tem vàng của nó thì bị tróc nha, bong tróc cái lớp tem vàng. Ngoại hình của cây này thì nó có vết sờn thôi. Nói chung là cây này độ mới của nó tầm khoảng là 80-85% nha mọi người. Nó có vết bẩn và vết sờn sờn như thế này. Nó cũng không đáng kể nha, khoen của nó là khoen Fury loại sứ trắng. Đây là ba cái ngọn của nó này, ba ngọn này là có ba độ cứng khác nhau. Đây, bịt đầu cần đầy đủ chất này. Cái phô này nó rất là tốt nha. Khoen của nó toàn bộ là Fury sứ trắng hết. Ba ngọn của cần đây. Ngọn của nó lần lượt là 2 ly 3 này, 3 ly rưỡi và 5 ly 8 nha. 2 ly 3, 3 ly rưỡi và 5 ly 8. Đây là cái ngọn dẻo nhất của cần. Ngọn 2 ly 3, cái này độ cứng của nó 30-50 nha. 30-50 này. Cái này 50-80. Cái này cũng phải là 80-100 đấy mọi người. Còn cái ngọn đầu tiên nó cũng tầm khoảng 50, cái này 80-100, rất là cứng luôn. Còn cây này là ngọn cứng hơn nữa. Cây này rất là cứng nha. Đây, em ấn bằng hai tay xuống đây. Rất là cứng. Cứng cây này khoảng 120-150. Ba đọt. Rất là tiện luôn mọi người, thích cái câu cỡ nào cũng được hết. Cây này mã số 3, nặng là 414 g, cân nặng của một gốc và một ngọn thôi nha mọi người. 414 g. Số 3 này có giá là 750.000 nha, 750.000. Số 4 nha. Số 4 là một cây cần 2 khúc của Ryobi. Cây này có 2 khúc như thế này. Cũng là chất liệu phíp. Cây nào carbon em sẽ nói chất liệu carbon nhé. Gốc của nó là phần gốc như thế này. Đây, cái phần chui này nó có thêm một cái bè lớn ra nữa, nhưng mà cây này về nó bị cưa sơ phần này rồi thì nó cũng không ảnh hưởng đâu, nhìn nó vẫn rất là đẹp nha. Nó cái chui này để nó sẽ dài thêm một tí nữa. Hàng này của Ryobi, tem nhãn này. Bát của cần là bát kẹp Fury FS7, cứng 30, dài 1m8, hàng này của Korea nha. Cây này màu xanh phối màu trắng xám như vậy rất là đẹp. Khoen này, khoen Fury loại sứ xám như thế này. Đây là cái ngọn của nó. Fury loại sứ xám hết. Cây này có 2 này, 4 này, 6, 7 khoen nha mọi người. 7 khoen bao gồm cả đầu bu. Cây này ngọn là 2.39, là gần 2 ly 4 nha mọi người. Đây, độ cứng 30. Tổng thể 2 khúc như thế này. Dài cần là 1m8, cứng 30. Cây này mã số 4 nha, nặng 161 g. Số 4 giá là 450.000. Số 5 cũng là một cây cần 3 khúc và có 2 ngọn như này luôn. Cây này dài 2m7 nha. Gốc này, đây là phần gốc gỗ, phần chui gỗ đen như thế này. Phần cán được cuốn nhựa nha. Cây này cũng còn rất là đẹp. Bát của nó là Fury FS7, dòng bát kẹp. Dài cần là 2m7. Chữ này không đọc được cái hiệu nha mọi người. Đấy, cái này thường thường là hàng nội địa hết. Khoen Fury loại sứ trắng. Đấy, khoen của nó đây. Ngọn và lóng giữa và hai ngọn của cần đây. Toàn bộ là khoen Fury hết, Fury sứ trắng hết. Hai ngọn của nó lần lượt là đây. Ngọn nhỏ hơn là 2.26 ly
và ngọn lớn hơn là 3.73 nhé. Đây là ngọn dẻo hơn này, dẻo hơn 30 tới 50 nha. Đây, tầm khoảng là 30. Cái này thì ngọn ngọn tháp nha mọi người. Cái phần dưới cứng tháp ngọn dẻo. Đây là ngọn cứng hơn này. Cái này khoảng là 50 đến 80 nha mọi người. Đó, gồm hai ngọn như vậy, 3 khúc. Hai ngọn, một ngọn 30 50 và một ngọn 50 80 nha, tổng thể như thế này. Thì cây này là mã số 4, à số 5 chứ, số 5 này nặng là 348 g nha mọi người. Số 5 này giá là 500.000. Rồi từ số 6 tới số 14 em có là cần carbon hết. Thì cây cần số 6 là một cây như thế này. Cây này là một cây, cây này cho mọi người câu mực nhé. Câu mực này. Thì cây này là một dạng cây cần cắm gốc này. Rút được cái phần gốc này ra như thế này. Đây là phần gốc của nó. Phần chui chui mút xốp mà cán hở một tí như thế này nha. Pad của nó là pad vặn, pad vặn của hãng. Đây. Và gốc của nó đây, phần gốc của nó là gốc đặc nha mọi người. Gốc đặc, đặc phun lên tới cái ngọn luôn. Đây. Đây là gốc của nó, cây này nó có thông số ở trên cần này. Mọi người chờ tí em canh nét lại nha. Nó bị mất nét. Đây. Hiệu của nó này, Rachel. Dài là 1m20. Đấy. Lua là từ 3 tới 25g này. Đồ cứng M. Đồ cứng M nhưng mà em thấy cái ngọn của nó này. Cái ngọn của nó cũng dẻo nha. Với lại là cây này là ngọn đặc nữa. Nên là cũng thoải mái nha mọi người. Nó không sợ gãy. Không sợ gãy cần. Khoen của nó là khoen... khoen em nhầm nhé, cây này khoen của hãng, khoen sứ thường của hãng. Tất cả các khoen của nó là kiểu khoen như vậy hết, đồng bộ khoen nha. Bốn khoen, ba khoen trên phía ngọn này là một chân ở bô của nó đây. Dài là 1m2, ngọn 2 ly nhé. Ngọn của nó là ngọn 2 ly. Đây, ngọn của nó tha hồ nha mọi người, đặt ruột nên là rất là thoải mái luôn. Cắm gốc như thế này. Tổng thể này. Cây này rất là nhẹ, nó chỉ có là 78 g thôi. Mã số 7, mã số 6. Thì cây mã số 6 này giá là 400.000. Gốc carbon và ngọn là ngọn đặc nha mọi người, giá là 400. Rất là thoải mái. Rồi, tiếp theo em giới thiệu cây cần số 7 nha. Rồi số 6 rồi, bây giờ đến số 7. Số 7 là hai khúc carbon. Cây này là của Ryobi. Đây là phần chui của nó này. Phần chui như thế này. Phần gốc của nó là được cuốn nhựa nha. Cuốn nhựa đen như thế này. Pad của nó là pad kẹp Fury FS7. Cây này cũng còn rất là mới nha. Màu trắng đỏ và rất là mới luôn. Hiệu là Ryobi, dài 2m45 DX. Khoen là Fury loại xứ xám. Tem của nó này, hiệu Ryobi, cái này hàng nội địa nha. Gốc đây, ngọn đây. Cây này bao gồm tất cả là 2, 4, 6, 9 khoen nha mọi người. 9 khoen bao gồm cả đầu bu và tất cả là Fury xứ xám hết. Cây này là ngọn tháp nha. Phần thân rất là cứng. Sẽ đo ngọn cây này nha. Ngọn của nó là 2 ly 2. Cây này cứng khoảng 50 đến 80 nha mọi người. Dài 2m4, cứng 50-80. Thác ngọn, phần thân rất là cứng. Tổng thể hai khúc như thế này. Thì cây này là mã số 7, nặng là 385 g. Số 7 này có giá là 1 triệu nha mọi người. Số 8. Số 8 là một cây cần carbon hai khúc, cây này của Daiwa. Gốc của nó này, phần gốc và phần chui cao su màu xám nha. Hiệu của nó là hiệu Daiwa. Daiwa Holder Lock. Cán bát của nó là bát vặn, dòng bát vặn đời cao của Daiwa nha mọi người. Cán là cán cầm là mút xốp. Thông số của cần là dài 2m4 và cứng là 80. Daiwa HS. Cây này là hàng của Korea xuất Nhật nha, tem này, tem vàng xuất Nhật của nó đây. Có đầy đủ model nha.
màu trắng. Cây này ngoại hình còn rất là mới. Khoai là furi lõi xứ xám như thế này, xám xanh như thế này nha. Màu bạc có nhũ ánh kim như thế này. Đây là phần ngọn của cần. Cây này phôi của nó rất là chắc chắn, cầm rất là đầm tay. Khoen đây, khoen furi xứ xám. Cây này bao gồm 2 này, 4 này, 7 khoen, 7 khoen tất cả. Đầu bu là đầu bu xích nha. Bu xích như thế này. Cứng 80, dài là 2m40. Ngọn của nó là 3.6 ly. Cứng nha mọi người. Đây. Rất là cứng. Ngoại hình cây này cũng rất là đẹp. Cây này là mã số 8, nặng là 405 g nha. Số 4 có giá là 1.350.000. À, số 8 chứ. Số 8 có giá là 1.350.000. Số 9 này. Số 9 là một cây này. Cây này là một cây cần bạo lực nha. Cây này nó rất là đặc biệt vì nó có tới 2 ngọn và một ngọn đi dây trong và một ngọn khoen ngoài như thế này. Thì chi tiết của cần. Chi tiết của nó đây. Đây là phần gốc của cần là phần chưa cao su như thế này. Hiệu của nó là Ryobi nha mọi người. Cây này là Ryobi Holder Ball Season. Nè, ba Ryobi nhá. Phần bát của nó là bát vặn Furi tan vàng. Bát vặn như thế này. Cán là mút xốp. Thông số của cần là cứng 150 và dài là 2m70, 2 khúc. Hàng của Ryobi Alex. Ryobi này là hàng của Korea nha mọi người, hàng Korea xuất Nhật. Cái tem của nó hơi bị bong tróc một tí nha. Còn ngoại hình của nó. Cây này thì đây là khoen đầu tiên của nó nha. Khoen của nó là khoen xích như thế này. Cái này nó bị tróc sơn thôi, vị trí này tróc sơn tí, còn ở đây thì nó hơi sờn nhẹ nha, sờn tí ở đây. Đây là cái lóng gốc của nó. Cái này, cái khoen đề ba này mọi người xài hai cái ngọn của nó, một ngọn trong và một ngọn ngoài đều xài ok hết nha mọi người. Thì đây là hai cái ngọn này, đây hai ngọn, đây là ngọn xài khoen ngoài và đây là ngọn khoen trong. Khoen trong thì nó có thêm cái sứ dẫn xích ở phía này nha mọi người. Đây là cái ngọn khoen ngoài. Tất cả các khoen của nó là furi, khoen furi, khoen furi biển loại xứ xám như thế này. Cây này bao gồm 2 này, 4, 6, 7 khoen ở phần ngọn và một khoen ở phần gốc là 8 khoen nha. Đây, tất cả các khoen của nó. Các khoen đều còn rất là đẹp luôn. Đầu bu đây. Độ cứng 150, dài là 2m7. Cây khoen ngoài này có đường kính của ngọn đây. Đường kính của ngọn là 3.9 ly. ba chấm bảy ly thôi. Đây, đây này mọi người, cứng 150 trên cần, thông số rất là rõ nha. Đây, cứng 150 rất là cứng. Đây là cái ngọn khoen ngoài nhá, còn cái ngọn khoen xài khoen dây trong đây. Góc có cái đường dẫn nha, khoen dẫn xứ xích của nó. Còn đây là cái ngọn khoen ngoài nè. Đây, đầu bu rất là lớn luôn. Đầu bu của nó là đầu bu xích nha. Rất là lớn. Cây này ngọn là 4 ly 3. Ngọn khoen ngoài là 4 ly 3. Đây. Và cứng. Thì nó có hai ngọn như thế này. 2m7 cứng 150 chất carbon, hàng của Ryobi. Cây này là mã số 9, nặng là 430 g nha. Cân nặng của một góc và một ngọn nha. Thì cây này giá là 2.200.000. Mã số 9 giá 2.200.000. Số 10. Số 10 là một cây cắm gốc. Cây cắm gốc như thế này. Cây này cũng rất là đẹp. Cây này dài 1m80 nha, cắm gốc. Phần chi tiết của nó nè. Gốc của nó là phần cán là mút xốp như thế này. Phần cán nó rất là, cây này nói chung là còn rất là mới đẹp. Cán hở nhá. Bát của nó là bát furi, bát vặn furi gâu, furi tem vàng, furi gâu như thế này nha. Cắm gốc này. Cây này carbon nhá. Đây là ngọn. Ngọn của nó đây. Cây này này có thông số trên cần, dài là 1m80 và cứng là 150 nha.
Deep Bow. Cây này là cho mọi người câu đáy, câu mạn thùy nha mọi người. Cây này là hàng của China xuất nha, hàng China xuất. Dòng dòng khoen của nó là dòng khoen Fury, Fury Six đời cao như thế này. Chữ khoen của nó đây, Fury nó dập ở vị trí này của khoen. Rồi, tất cả là xứ Six hết. Cây này nó bao gồm 2 này, 4 này, 6, 8 khoen tất cả nha, 8 khoen tất cả. Cần còn rất là mới. Cái này nó thiếu bao đựng thôi, còn lại thì ngoại hình của cần rất là mới. Các khoen của nó rất là đẹp nha, đầu bu của nó này, bu xích luôn. Ngọn là 2.6 ly, cứng 150, dài 1m80 nha mọi người. Cắm góc như thế này. Tổng thể của cần rất là đẹp. Thì cây này là mã số 10, nặng là 334g. Số 10 này giá là 1.500.000. 1.500.000 mã số 10. Tiếp theo mã số 11. 11 là em có một cây cần dây trong. Cây này là dạng cần súp lăng xê nha, cho mọi người câu lục và câu lăng xê. Thì góc của nó nè, phần góc của nó là như thế này. Góc là góc phần dưới này là mút xốp màu xám nha, còn lại toàn cần là có màu xám trắng như này. Ngoại hình cây này rất mới. Cây này là hàng của Olympic Century. Lăng xưa xếp này, hàng của Korea xuất, đầy đủ tem nhãn, dài là 3m9. Lăng xưa xếp inside through, dòng cần dây trong nhé mọi người. Đấy, màu của nó như thế này. Bát của cần là bát kẹp Fury FS7. Tem của nó này, vị trí này nó dính bẩn nha, bẩn. Khoen của nó là khoen dưỡng, của nó là khoen dưỡng xích như thế này. Nó còn có chụp đầu ở đây luôn. Các lóng trong của cần. Cái này nó rút gồm là 3 lóng. Và khoen của nó này, đầu bu của nó là đầu bu xứ xích như thế này nha mọi người. Cây này dài là 3m9, độ cứng của nó tầm 25-27. Đây, độ lớn của đọt này. Đọt là 3 ly 3 nha. 3 ly 3. Cắt lóng trong đây, cây này mới tinh luôn. Lóng đọt của nó này. Chất của nó là màu của nó là màu nhũ bạc và có ánh kim tuyến như thế này. Đây là lóng đọt này. Lóng thứ hai. Đây là lóng thứ hai của cực. Và rút tất cả là 3 lóng thôi. Lóng gốc của nó đây. Dẫn là dẫn xứ xích. Bát Fury FS7, bát kẹp, hiệu là Olympic Century. Dài 3m90, cứng 25-27 nha mọi người. Lancer Sub RS, tổng thể như thế này. Thì cây này là mã số 11. 11 này cân nặng là 346g. Chiều dài thu gọn của cây này là 140cm nha. Giá là 1.300.000. Thu gọn là 1m4 đấy, 140cm. Tiếp theo mã 12. 12 là một cây cần tay trợ máy dây trong. Cần tay dây trong như thế này. Cây này là hàng của Nissin. Nissin là hàng nội địa nha mọi người. Góc của nó là phần góc màu đen, sơn nhám, phủ nhám ở phần góc như thế này nha. Cây này thì nó có độ lớn của góc. Độ lớn của góc là 22.2 ly. Hiệu của cần là Nissin, màu đỏ đen. Bát của cần là bát kẹp Fury FS6. Dài cần là 5m40 nha. Nissin Rose Square, cây này là hàng nội địa của Nhật. Tem này. Khoen dẫn của nó là khoen dẫn Fury Six như thế này. Có chữ Fury nhỏ ở đây. Cần tay trợ máy dây trong. Đây là đầu bu của nó nha. Cây này ngọn của cần là 2 ly. Các lóng trong của cần như thế này. Lóng thứ hai. Các lóng ở trong là như vậy.
Họ hình còn rất là mới nha. Lóng 3 này, lóng 3 phối đỏ đen như vậy nha. Lóng thứ tư. Lóng thứ năm đây. Cái này rút tất cả là 6 lóng nha. Rất là ít trầy xước. Rút 6 lóng. Màu đỏ phối với đen như vậy nha mọi người. Tổng thể như thế này. Thì cây này là mã 12, nặng là 200 g, dài cần là 5m4 nha. Nặng là 200 g. Rút gọn là 103 cm nha mọi người. Rút gọn là 103 cm. Cây số 12 này giá là 900.000. 13 là một cây cần rút dây trong của Daiwa. Góc của nó nè. Phần góc của nó là phần cao su màu xám như thế này. Cứng 30, dài 3,5 m, dòng Interline Daiwa HX. Hiệu cần là Daiwa nha. Cứng 30, 3,5 m nè. Hàng này là hàng Taiwan xuất Nhật, màu đen nè. Bát của nó là bát vặn. Cán mút xốp. Khoen dẫn của cần là khoen dẫn Forisic nha. Hiệu cần là Daiwa. Bu của cần cũng là bu xích luôn. Cây này ngọn là 2.9 ly, cứng 30, dài là 3m50. Các lóng trong đây màu xám như thế này. Đây là lóng đầu tiên này, lóng ngọn. Lóng thứ hai, lóng 3 này. Lóng 3 của nó là chất carbon hai da như thế này nha. Rồi lóng gốc của nó, vì cái đầu lóng này có bị oxy hóa một tí ở đây. Tổng thể như thế này. Cây này là mã số 13, 13 nặng là 334 g. Số 13 này giá là 800.000. 14 nha, cây cuối cùng. Cây cuối cùng em có là một cây cần Lure. Lure 2 khúc, cây này dài 3m, hàng của Daiko, hàng Daiko, hàng made in Japan nha mọi người. Tổng thể như thế này. Chi tiết của cần. Góc của nó là phần chui. Mút xốp màu đen như thế này. Đây là phần cán của nó nha. Phần cán của nó khá là dài này. Cần lua mà. Lua phần cán của nó khá dài. Như này. Bát của nó là bát Fury nha mọi người. Bát vặn. Đây có cái hiệu của nó. Dán ở đây nữa. Bát vặn như thế này. Đây là hiệu của cần. Đây, hiệu của nó đây. Daiko. Hiệu Daiko đây này. Daiko có thông số là 10 feet là 3m nhé. Độ cứng là L. Hàng made in Japan. Lai là từ 6 tới 12 LB, lua là từ 1/8 tới 1/2 OZ nha. Độ cứng là L, hàng made in Japan, có màu xanh như thế này. Tem nhãn hữu cần. Cái này thì có màu xanh lục. Khoen của cần là khoen Fury loại xứ xám xanh như thế này. Đây là khoen của cần, khoen đầu tiên. Khoen đầu tiên của cần. Cái này là Fury 30 nha. Khoen này 3 là Fury 30. Còn ngọn của nó này. Thì cây này nó tất cả là 2 này, 4, 6 khoen. 6 khoen tất cả. Tất cả là khoen Fury, loại xứ xanh như vậy. Ngọn của nó này. Đầu bu của nó là đầu bu Fury đồng bộ luôn nhé. Độ cứng L, ngọn là 1.67 ly, dài là 3m. Đây, ngọn của nó đây. Ngọn rất là nhạy nha. Dẻo. Hàng Daiko Nhật nha. Hàng Daiko của Nhật. Dài 3m. Cây này là mã số 14. Nặng là 195 g nha. 195 g. Số 14 này có giá là 1.600.000. Rồi em vừa giới thiệu với mọi người tất cả là 14 cây cần các loại nha, gồm fit và carbon. Thì mọi người xem và nếu có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ với shop qua số điện thoại 0932455407, kết nối Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho shop em để chốt hàng nha. Em cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.